dòng máy sấy bơm nhiệt của Panasonic EH05JD1 10,5 cân, rất là dễ sử dụng thôi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật nguồn lên. Đây là cái bảng điều khiển ạ. Bảng điều khiển rất là dễ sử dụng vì hầu như là hoàn toàn bằng tiếng Việt hết ạ. Và khi mà bật nguồn lên thì mặc định sẽ là đang ở chương trình là đồ cốt tông ạ, sấy là đồ cốt tông. Với cái chương trình sấy đồ cốt tông này thì khối lượng sấy tối đa của nó sẽ là 10,5 cân như là tải trọng của máy ạ. Và để có thể lựa chọn sang các chương trình sấy hay các chế độ sấy khác mà theo nhu cầu ấy ạ, thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút chương trình và chế độ đấy ạ. Nó sẽ có mũi tên đây. Khi mà em chọn sang sấy diệt khuẩn thì máy nó sẽ nhấp nháy ở biểu tượng là sấy diệt khuẩn, và tương ứng với mỗi một chương trình sấy thì nó sẽ có cái thời gian mặc định tương ứng ạ. Để chuyển sang các chế độ sấy khác thì cũng tương tự, mình sẽ bấm vào cái nút này đấy, biểu tượng nó đang nhấp nháy ở cái chế độ nào thì nó sẽ là đang sấy ở cái chế độ đó ạ. Và có một cái điểm lưu ý là với mỗi một chương trình sấy thì nó sẽ có cái mức tải trọng tối đa tương ứng. Ví dụ như sấy diệt khuẩn thì khối lượng tối đa của nó sẽ là 3 cân ạ. Sấy khăn là 3 cân, làm mớ đồ len là 1 chiếc ạ. Sợi tổng hợp thì sẽ là 4,5 cân, áo sơ mi là 1,5 cân, áo lông vũ là 2 cân. Sấy nhanh thì là dùng để sấy quần áo mỏng nhẹ là khoảng 0,8 cân ạ. Sấy đồ trẻ em thì sẽ là tối đa là 2 cân. Sấy chăn thì sẽ là tối đa là 2,5 cân. Và sấy khí nóng thì sử dụng nhiệt để sấy, sẽ không dùng cho đồ len và đồ lụa thì khối lượng tối đa của nó sẽ là 5 cân ạ. Sấy khí mát thì sẽ sấy theo thời gian lựa chọn và không dùng nhiệt để sấy thì khối lượng tối đa của nó sẽ là 2 cân ạ. Và sau khi đã lựa chọn được các chương trình sấy rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn sang cái độ khô ạ. Độ khô ở đây thì sẽ có 3 chương trình, đó là thấp, trung bình và cao ạ. Độ khô ở chế độ trung bình này và chế độ cao này. Tương ứng với mỗi một cái chương trình sấy thì nó sẽ có thể lựa chọn ở mức thấp, trung bình hoặc là cao ạ. Cái độ khô ở chế độ thấp thì sẽ dùng cho là ủi vải còn độ ẩm nhất định, thích hợp để ủi thủ công sau khi lấy ra. Còn mức 2 là cái mức trung bình thì nó sẽ là dùng cho mặc sẵn vải đã khô và thích hợp để mặc hoặc sử dụng ạ. Còn mức độ sấy khô ở mức độ cao này thì nó sẽ dùng cho cất giữ vải đã khô hoàn toàn và thích hợp để cất ở trong tủ ạ. Đây là chức năng hẹn giờ ạ. Với cái chức năng này thì để thiết lập cái thời gian kết thúc của chương trình ạ. Và chúng ta có thể hẹn giờ vào cái mức thời gian mà chúng ta mong muốn theo nhu cầu. Còn đây là cái nút thời gian. Cái nút thời gian này thì là tương ứng với mỗi một cái chương trình giặt thì nó sẽ có cái mức thời gian mặc định. Và chúng ta có thể thay đổi cái mức thời gian đấy theo nhu cầu của mình. Thêm một chế độ nữa đó sẽ là chế độ ít nhăn ạ. Để chọn cái chế độ sấy ít nhăn thì các bác sẽ bấm vào cái chương trình này và nó sẽ hiển thị biểu tượng như cái bàn lá ấy ạ. Và với cái chế độ này thì sau khi máy sấy xong, màn hình hiển thị end thì nếu người dùng không lấy quần áo ra, máy sấy sẽ chạy ngắt quãng để xoay lồng máy sấy, làm giảm các nếp nhăn hình thành ở trên quần áo do để lâu ạ. Và sau khi đã lựa chọn các chương trình mà theo nhu cầu của mình rồi thì chúng ta sẽ bấm cái nút này là nút khởi động ạ. Đây là sẽ là nút khởi động hoặc là nút tạm dừng ạ.